Dạ vâng, em Dư chào cả nhà ngày mới ha. Hôm nay sẽ giới thiệu 4 chiếc nam, 3 chiếc nữ. Trong đó nó có một cái combo cặp như vậy. Em lên cái cặp đây trước luôn nha. Cái thương hiệu Colo này á, nó là hàng nội địa của Gia Băng. Form chất không? Kính của nó sẽ có vét cái đường băng như vậy nha cả nhà. Đây nè, nó lên rồi nó bằng, nó là một cái gọi là kính đường băng. Đây là một cái form vuông khá là to, và cái vỏ của nó có những cái đường khí nữa, lên tay rất là chất lượng, cực kỳ là chất luôn. Nhìn cái form là đã thấy ăn tiền rồi. Mấy cái con này lên tay nhìn rất là phê. Bộ kim và cọc số thì nó là bằng thép nổi, bắt sáng rất là tốt. Và ở cái khoảng giữa nó sẽ có cái lớp dạ quang cả nhà. Ba cốt 6 kim. Mẫu này thì thép đúc nguyên con. Lên tay rất là chắc luôn. Khó nè. Và cái thương hiệu này, cái đặc trưng của nó chính là cái nắp đáy của nó. Nó có những cái đường caro giống như là cái bàn cờ vua vậy đó. Đây là, nó là thuộc thương hiệu The Clock House. Đây là một cái tập đoàn chuyên về đồng hồ của Gia Băng. Và bản thân The Clock House nó cũng có một cái thương hiệu của riêng nó. Và thường sẽ được sử dụng máy Citizen. Tuy nhiên, nếu như những cái dòng solar thì thường nó sẽ sử dụng máy của nhà Seiko. Toàn bộ là thép đúc không gỉ nè cả nhà. Kháng nước 5 5 3, và con này nó sẽ sử dụng là 4 cái viên ốc vặn cái nắp đáy ra. Form thì rất rất là to. Chiếc này chiều ngang sẽ là 42, và chiều dọc tính cả hai càng nó sẽ là 53. Với cái kích thước như vậy thì cả nhà lưu ý anh em tay, nếu như mà mình đang mang những cái mẫu đồng hồ và cái size dọc khoảng cỡ chừng 52 53 thì chiếc này mình sẽ mang vừa nha. Tương đương với cỡ khoảng là 17 đi. Hoặc là 16.5, 17 là đều có thể mang chiếc này được. Dây tay con này nó rơi vào cỡ độ là 18 yếu. 18 yếu thì nó rơi vào cỡ khoảng là 17.5 á cả nhà. Con này là 17.5 mang là vừa vặn luôn á nha. Nếu mà mấy anh tay cỡ chừng 17, 17.5 mang chiếc này thì vừa khít luôn. Rất là đẹp. Và chiếc nữ cũng là của thương hiệu Colo. Vẫn là một cái form vuông. Tuy nhiên mẫu nữ này thì chỉ có 3 kim và có một ô cửa lịch ở góc 3 giờ. Mặt kính của nó vẫn có vét hai cái đường ở hai bên như vậy. Nếu như cái con nam á, thì nó vét kiểu đường băng ở trên mặt kính, thì con này nó chỉ vét ở hai bên cạnh sườn thôi. Bộ cọc số của nó sẽ là bằng thép nổi và được mạ màu xanh Tiffany, có dạ quang cả nhà. Mẫu nữ thì cũng rất là xinh, mặt thì mặt trắng, và bộ cọc số màu xanh này thì cũng rất khá là hiếm gặp trên cái mẫu đồng hồ. Con này thì cũng thép đúc nguyên chiếc, và nếu như mà cả nhà mình mua nguyên cả cái combo này, em Dư sẽ tặng cho cái hộp đôi như vậy để mình bảo quản nha. Đây nắp đáy của nó đặc trưng, đặc trưng của cái thương hiệu Colo này đó là tất cả các nắp đáy đều có cái hoa văn caro giống như là cái bàn cờ vua. Kích thước của con nữ này size ngang sẽ là 28 và chiều dọc tính cả hai càng sẽ là 36.5. Dây tay con này, dây tay có nhiêu ta, dây tay cỡ khổ là 16.5 nha cả nhà.
À, để em dư sẽ kiếm thêm một cái mắt dư nữa, à, em nối vào. Thực ra thì nữ mà dây tay cỡ chừng 16, 16.5 thì cũng khá là to đó. Chứ còn ít có tay nữ nào mà tay mà trên 16.5 đó. À, 17, 17.5 thì nó thuộc là tay to rồi. À, tuy nhiên thì em dư cũng sẽ kiếm mắt, à, nối kìm vào để cho nó trừ cái trường hợp mà cả nhà mình có người yêu hay là vợ tay hơi to một chút. À, siêu phẩm ngày hôm nay, à, một con hàng limited, à, Casio Edify phiên bản Racing dòng Infinity. À, nhìn cái hộp thôi là đã thấy khác rồi. Đây là một cái hộp được trang bị trên những cái dòng đồng hồ Casio Oceanus, à, và cái phiên bản đặc biệt này, à, nó cũng sử dụng cái hộp này. À, à, phê không? À, với những cái mẫu mà đã hiếm gặp rồi mà còn mới kiêng như vậy nữa thì rất đáng để chúng ta chơi, à, sưu tầm. À, cả nhà mình thấy đó là thiết kế thì cũng giống như các cái mẫu Casio trước đây em Dư từng bán. Tuy nhiên cái bộ kim này, bộ kim nó sẽ có mạ vàng và nó vát nhìn rất là nét. À, nụ, à, cái nụ này có cái logo hãng và nó cũng là mạ vàng luôn. Còn ba cái nụ còn lại thì vẫn là nụ inox bình thường. À, à, hơn nữa cái mẫu này á, rất là dễ đeo. Bởi vì kích thước nó rơi vào cỡ tầm là 43 nè. À, chiều dọc thì cũng ngắn lắm. Đây, chỉ có 50 thôi. À, còn đa số những cái dòng mà Edify, mà những cái mẫu 4 cốt, 5, 6, 7 kim nhiều tính năng á, thì em Dư để ý đa số kích thước nó lên tới tầm 44, 45. À, con này cũng là thép đúc nguyên con. À, ở đây nó sẽ có thêm một cái dòng chữ là, à, Casio Team Partner gì đây nè, of Infinity Red Bull Racing. À, có nghĩa là Red Bull Racing nó là một, à, cái tên của một cái đội đua xe. À, và Casio đã hợp tác với lại cái đội này, à, cho ra những cái dòng đồng hồ cung cấp riêng, à, cho mấy anh chàng mà tay đua. À, chính vì vậy mà, à, những cái mẫu này rất là ít khi chúng ta săn được. Và, à, nó cũng nhiều nhiều mẫu lắm, à, không riêng gì mẫu này mà nhiều cái mẫu khác cũng rất là khó kiếm. À, và đặc biệt là mẫu này thì nó còn nguyên vẹn, à, như mới, viền của nó là không hề có vết chày xước gì hết. À, kính là kính sapphire nha. Đây, Sapphire Class nè, Multibank 6, Tuss Solar, à, đủ rất là nhiều các thông tin, cũng giống như những cái dòng trước đây. Rồi, mẫu Casio Red Bull này, mới 95%, có hộp zin rồi này kia là 2.780.000, à, mã 22 nha cả nhà. Con này em có search thông tin sơ qua thì bên nhà Quang Lâm, cũng có đang bán, à, 4.1 triệu hay 4.2 triệu gì đó. Rồi này em có mấy chiếc nữ nè. Đây, con Citizen nữ. À, cái này thiết kế nó dạng như là một cái kiềng. À, tuy nhiên nó chỉ có kiềng ở cái đầu ôm đầu tiên này thôi. À, sau đó là những cái mắt dây bình thường và mình có thể cắt được. À, màu của nó sẽ là màu rose gold hay là còn gọi là màu vàng hồng. Đấy, nhỏ nhắn xinh xắn, đó, kiềng thép, à, dòng pin năng lượng của hãng Citizen nha cả nhà. À, mặt của nó sẽ đính có những cái viên đá giống như lẽ kim tuyến, bộ kim lá lúa. À, mẫu này thì 550 thôi, à, mã 27. Rồi, kích thước 24 nha cả nhà. À, mẫu Serco này thì đúng là một siêu phẩm nè. Serco dòng Excellent hai kim, à, form của nó sẽ là form mặt xoài, kính sapphire, mặt của nó là mạng mặt xà cừ nha cả nhà. À, và đặc biệt cái mẫu này á, cả nhà nhìn này, viền của nó sẽ là có khí, à, gọi là niềng băm, à, nụ có đính viên đá đen nè. À, nói chung là, à, nếu như mà Citizen á, thì anh em cứ chọn cái dòng mà Excellent, thì cái thằng Seco mà dòng Excellent này nó cũng là dạng, à, trung đẳng cấp với lại anh chàng Excellent đó. À, với cái độ hoàn thiện, với những cái chi tiết và
giá hạn của những con này nó cũng rất là cao. Thường thì những cái con mà sơ cô mà LK Lukia, nó là chuyên nữ và nó là chuyên về năng lượng. Còn cái anh chàng Excellent này nè, nó cũng là nữ nhưng mà nó lại chuyên là bình thường thôi. Đó cũng là một cái cách để chúng ta có thể phân biệt được cái nào là năng lượng, cái nào là bình thường. Xưa giờ em dư chưa gặp cái con Circle LK nào mà là bình thường. Hầu như là bình năng lượng hết. Cũng giống như Citizen Acid. Xưa giờ chỉ toàn gặp là năng lượng, ít, rất ít gặp những cái mẫu bình thường. Dĩ nhiên nó vẫn có nha, chỉ là ít gặp thôi. Rồi anh em nhìn cái bộ dây nè. Thực ra thì những cái con này giá hạn của nó thì lanh quanh chục triệu, chứ không phải ít đâu. Thực ra thì mẫu này á, em dư khẳng định luôn, không khác gì mua mới. Nó chỉ thiếu cái hộp thôi. Anh em nhìn cái nước vàng của nó nè, nó không đẹp không? Cái mẫu này mình mua tặng thì chắc chắn người tặng nghĩ rằng là hàng mới, chứ không có bao giờ mà cũ được. Bởi vì soi từ đầu đến cuối nó đâu có một cái vết chày xước nào đâu cả nhà. Đây nè, cái khóa của nó cũng còn rất là mới. Mặt thì kính sapphire rồi. Đáy nè, đáy đáy cũng còn rất là mới kiên ha. Hàng made in Japan cả nhà. Ok, nói chung là mới, không tì vết. Những cái dòng cao cấp nó sử dụng cái khó là nhìn rất là xịn sò luôn. Rồi con này là 880 nha, sơ cô nữ vàng size 21. Ở đây là em dư về lại một con thương hiệu của Ý, Orobianco, sản xuất tại Japan. Và mẫu này á, cái logo là hình cái vương mệnh đặc trưng của hãng, rất là thích mắt. Kim dây hình logo nè, mặt số cũng có logo nè, bên hông là có khắc tên hãng nè, và sau đấy lại có thêm cái logo của hãng nữa. Một cái thương hiệu có rất là nhiều cái chi tiết xịn sò. Form này thì bốn cái càng giống như càng đùi ếch, cực kỳ là ôm tay này. Đẹp chưa? Dây thì em dư đã thay mới, khó là khó zin. Dây cá sấu vân rất là đẹp nha. Mẫu này là 980, giá cực kỳ là dễ chơi luôn. Size ngang sẽ là 36 và chiều dọc tính cả hai càng sẽ là 50. Và cuối cùng là một con Guest. Chiếc này thì là hàng trưng bày, chưa qua sử dụng, mới 98% full box, cực kỳ là mới. Và ở cái phiên bản này nó sẽ có 6 kim với thiết kế là lịch thứ và lịch ngày nha cả nhà. Mình sẽ để ý là cái kim gốc 6 giờ nó sẽ là lịch ngày, còn cái kim gốc 2 giờ nó sẽ là lịch thứ. Mình rút ra là mình chỉnh giờ nè. Còn mình rút một nấc á thì mình sẽ xoay để mình chỉnh cái thứ. Ok chưa? Còn ở cái lịch thứ này thì mình sẽ phải quay 24 tiếng thì nó sẽ nhảy lịch. Thì hôm nay là thứ ba. Hôm nay là thứ ba, tuy nhiên ở trong đây là nó đang là thứ tư nè, nó bị nhanh một ngày. Lát nữa em dư sẽ chỉnh lại chuẩn ngày, ngày thứ và cả nhà mình dễ chơi. Mình về là mình chỉ có xài thôi, không có phải chỉnh hay gì nữa cả. Con này sẽ dành cho mấy anh tay to nha. Size ngang là 43, chiều dọc của con này nó sẽ là cỡ 54.5. Có thể nói chiếc này kích thước nó tương đương với lại con Colo lúc nãy. Tay của mấy anh khuyến khích là từ 17 đi, mang cho nó thoải mái. Form con này thì rất là thể thao, như mới luôn nha các nhà. Con này còn nguyên cái bóc zin của nó như vậy. Mẫu này sẽ là 1.650.000, 28. Rồi em dư có vài chiếc giới thiệu đến cả nhà mình ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi ạ.